Chiều ngày 1 tháng 3, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên phạt bị cáo Đặng Thị Hàn Ni 18 tháng tù và bị cáo Trần Văn Sĩ 24 tháng tù cùng với tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Tuyên án dưới khung hình phạt đối với Hàn Ni. Theo hội đồng xét xử, lời khai của các bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai của các bị cáo tại cơ quan điều tra và kết quả giám định xác định được trong ngày 15 và ngày 29 tháng 8 năm 2021. Các ngày 5, ngày 10, 19, 24 và 28 tháng 9 năm 2021 và ngày 16 tháng 10 năm 2021. Bị cáo Sĩ đã dùng tài khoản YouTube tên là Luật sư Trần Văn Sĩ để đăng nội dung sai sự thật, bịa đặt, xúc phạm nghiêm trọng đến danh dự, uy tín và nhân phẩm của bà Nguyễn Phương Hằng, ông Huỳnh Uy Dũng, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty Cổ phần Đại Nam, vi phạm luật an ninh mạng. Bị cáo Đặng Thị Hàn Ni đã có hành vi dùng các tài khoản YouTube và Facebook có tên là Nhà báo Hàn Ni để đưa lên không gian mạng những thông tin thuộc bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư của bà Nguyễn Phương Hằng. Việc đưa lên không gian mạng những thông tin này là trái pháp luật, vi phạm luật an ninh mạng. Hành vi của các bị cáo là nghiêm trọng, xâm phạm đến trật tự quản lý hành chính của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân được pháp luật ghi nhận và bảo vệ, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội. Do đó, cần phạt các bị cáo mức án nghiêm, tương xứng với hành vi phạm tội mới đủ tác dụng giáo dục riêng và phòng ngừa chung cho xã hội. Khi quyết định hình phạt, hội đồng xét xử còn xem xét đến tính chất, vai trò, mức độ của hành vi phạm tội, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, hoàn cảnh và nhân thân của từng bị cáo. Tại phiên tòa, bị cáo Sĩ thành khẩn khai báo ăn năn hối cải, trong khi đó bị cáo Hàn Ni ban đầu chưa thật sự ăn năn hối cải, nhưng về sau bị cáo này đã nhận thức được hành vi của mình. Hội đồng xét xử vẫn cho bị cáo Hàn Ni hưởng tình tiết giảm nhẹ nhưng ở mức độ hạn chế. Do Hàn Ni có hai tình tiết giảm nhẹ và không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự, nên hội đồng xét xử áp dụng khoản 1 điều 54 Bộ luật hình sự để tuyên phạt bị cáo này dưới mức thấp nhất của khung hình phạt. Tại phần luận tội, đại diện viện kiểm sát đề nghị phạt bị cáo Hàn Ni 18 tới 24 tháng tù, bị cáo Trần Văn Sĩ 24 tới 30 tháng tù. Trong quá trình xét hỏi, bị cáo Trần Văn Sĩ cho biết, trong suốt từ đầu tháng 3 năm 2021, một tờ báo đã cảnh báo về hành vi của bà Phương Hằng đã lợi dụng các quyền tự do ngôn luận, vượt quá làn danh đỏ khi đưa những thông tin không đúng sự thật, nói đủ thứ chuyện. Do vậy, bị cáo Sĩ nghĩ rằng là cần có những thông tin để phản biện và cân bằng lại những nội dung mà bà Phương Hằng nói, bởi lượng người xem của bà Hằng là rất lớn, đạt nhiều kỷ lục. Về phần mình, khai tại tòa, bị cáo Hàn Ni cho biết khi nói những thông tin về bà Hằng đã được báo chí đăng không nhằm mục đích xúc phạm bà Hằng mà chỉ muốn nói rằng bà Hằng cũng là một công dân bình thường, không được xúc phạm bất kỳ ai, không được ngồi xổm trên pháp luật. Luật sư bào chữa cho cả hai bị cáo đều đề nghị hội đồng xét xử xem xét để tuyên hai bị cáo mức án bằng với thời gian tạm giam, thực tế là đã tạm giam 1 năm 5 ngày. Đại diện viện kiểm sát tham gia tranh luận, đối đáp tại tòa thì cho rằng trong vụ án này các bị cáo luôn lấy nguyên nhân xuất phát từ bà Phương Hằng để dẫn đến hành vi phạm tội của mình. Hành vi của các bị cáo như vậy là không đúng. Các bị cáo không được đáp trả bà Phương Hằng bằng các phát ngôn đưa tin sai, xúc phạm đến uy tín danh dự của vợ chồng bà Hằng và công ty Đại Nam. Thay vào đó, các bị cáo có thể thực hiện quyền khiếu nại tố cáo để giải quyết. Sắp xử phúc thẩm bà Nguyễn Phương Hằng. Ở một diễn biến liên quan, ngày 11 tháng 3 tới, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ xử phúc thẩm vụ án bà Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm. Xử sơ thẩm vào ngày 21 tháng 9 năm 2023, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên phạt bị cáo Phương Hằng 3 năm tù về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân theo điều 331 Bộ luật hình sự. Cùng tội danh trên, bị cáo Đặng Anh Quân bị tuyên phạt 30 tháng tù. Các bị cáo Nguyễn Thị Mai Nhi, Lê Thị Thu Hà, Huỳnh Công Tân cùng bị phạt 18 tháng tù. Theo bản án sơ thẩm, trong khoảng thời gian liên tục từ tháng 3 năm 2021, bị cáo Phương Hằng đã thông qua các tài khoản mạng xã hội, đã phát sóng trực tiếp live stream để đưa những thông tin chưa được kiểm chứng, những thông tin bịa đặt, xâm phạm bí mật đời tư, xúc phạm uy tín danh dự của 10 cá nhân, trong đó có nhà báo Hàn Ni. Chiều ngày 1 tháng 3, sau một ngày xét xử và nghị án kéo dài, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tuyên phạt bị cáo Đặng Thị Hàn Ni, sinh năm 1977, quê Quảng Ngãi, 1 năm 6 tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày 24 tháng 2 năm 2023. Bị cáo Trần Văn Sĩ, sinh năm 1957, quê Trà Vinh, 2 năm tù về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức,
cá nhân. Hội đồng xét xử nhận định hành vi của các bị cáo gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội, xâm phạm quyền quản lý nhà nước. Cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh truy tố các bị cáo là đúng người, đúng tội. Các bị cáo đã đưa những thông tin không đúng, thông tin thuộc bí mật cá nhân, bí mật gia đình của bà Nguyễn Phương Hằng, giám đốc công ty cổ phần Đại Nam và ông Huỳnh Uy Dũng Dũng, chồng bà Hằng, chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần Đại Nam. Trong đó, bị cáo Hàn Ni thực hiện hành vi trong một buổi livestream, bị cáo Sĩ thực hiện trong nhiều buổi livestream liên tiếp, tình tiết được ghi nhận tăng nặng trách nhiệm hình sự. Mỗi bị cáo tự ghi hình, phát lên mạng xã hội. Quá trình lượng hình, hội đồng xét xử cũng xem xét tính chất hành vi phạm tội của từng bị cáo, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho các bị cáo, trong đó, cả hai bị cáo đều được ghi nhận có thành tích xuất sắc trong công tác. Hội đồng xét xử nhận định bị cáo Sĩ ăn năn hối cải ngay từ đầu phiên xử. Bị cáo Hàn Ni chưa thật sự ăn năn hối cải nhưng vẫn cho hưởng tình tiết giảm nhẹ hình phạt là ăn năn hối cải nhưng mức độ hạn chế. Về trách nhiệm dân sự, do những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không có yêu cầu bồi thường nên hội đồng xét xử không xem xét. Trước đó, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nêu quan điểm các hành vi phạm tội của các bị cáo còn là nguyên nhân thúc đẩy bà Hằng livestream liên tục, gây mất trật tự trị an trên mạng xã hội một thời gian dài. Trong phiên tòa sáng ngày 1 tháng 3 năm 2024, xét xử sơ thẩm bà Đặng Thị Hàn Ni, 47 tuổi, luật sư nhà báo Hàn Ni và ông Trần Văn Sĩ, 67 tuổi, là luật sư về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Trả lời hội đồng xét xử, bà Hàn Ni cho biết, trong ngày 3 tháng 9 năm 2021, bà Nguyễn Phương Hằng, 53 tuổi, là tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam, đã đưa các thông tin tiêu cực về mình. Các thông tin này gây ảnh hưởng đến bà Hàn Ni và nơi làm việc. Sau đó, bà Hàn Ni mới tìm hiểu thông tin về bà Nguyễn Phương Hằng từ báo chí chính thống và đăng tải trên trang Facebook cá nhân, chứ không đưa tin trên kênh YouTube. Bà Đặng Thị Hàn Ni cho rằng những thông tin mà bà Hàn Ni đưa về bà Nguyễn Phương Hằng là dựa trên thông tin đã công khai trên báo chí nên không nghĩ rằng đó là bí mật cá nhân. Nhận thức của bị cáo là nói về những việc có thể là sai, nhưng nếu sai có rất nhiều con đường xử lý, có thể hành chính, có thể dân sự, nhưng bị cáo vẫn chưa hiểu vì sao ở đây đẩy lên đến hình sự. Và chỉ hành vi như vậy thì bị cáo rất hối hận, bà Hàn Ni khai trước tòa. Kết thúc phần xét hỏi, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM đã phát biểu quan điểm luận tội và đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Đặng Thị Hàn Ni 1 năm 6 tháng đến 2 năm tù, đề nghị tuyên phạt bị cáo Trần Văn Sĩ từ 2 năm đến 2 năm 6 tháng tù cùng về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Theo cáo trạng, vào ngày 3 tháng 9 năm 2021, bà Đặng Thị Hàn Ni sử dụng tài khoản YouTube và Facebook là nhà báo Hàn Ni để phát buổi livestream có tiêu đề là bà Hằng có quyền ngồi xổm trên pháp luật hay không. Theo kết luận giám định, buổi livestream gồm 4 đoạn, có phát ngôn mang nội dung thuộc bí mật cá nhân và đời sống riêng tư của bà Nguyễn Phương Hằng, vi phạm Điều 17 Luật An ninh mạng. Sáng ngày 1 tháng 3, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức xét xử sơ thẩm bà Đặng Thị Hàn Ni, 47 tuổi, là cựu nhà báo, luật sư và ông Trần Văn Sĩ, 67 tuổi, là luật sư, cùng về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Tại phần xét hỏi của hội đồng xét xử, bị cáo Trần Văn Sĩ nói rằng trí nhớ không tốt nên không nhớ rõ tài khoản YouTube đã sử dụng thời gian đăng tải và bản thân làm YouTuber không chuyên nghiệp. Bản thân bị cáo Trần Văn Sĩ có đăng 8 clip liên quan đến vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng, công ty Đại Nam và quỹ từ thiện Hằng Hữu. Về clip, Nguyễn Phương Hằng sử dụng kích thích để chửi bới nghệ sĩ cho đã miệng, đăng trên YouTube. Vào ngày 15 tháng 8 năm 2021, bị cáo Sĩ cho rằng những thông tin trong clip này chưa được kiểm chứng và bất lợi cho bà Nguyễn Phương Hằng, công ty Đại Nam và quỹ từ thiện Hằng Hữu. Tương tự, clip có tựa đề Công ty cổ phần Đại Nam và hoạt động chống rửa tiền vào ngày 10 tháng 9 năm 2021 với thông tin Công ty cổ phần Đại Nam làm ăn thua lỗ, nợ ngân hàng chồng chất, mất khả năng chi trả. Cựu luật sư cũng cho các thông tin này đều bất lợi có đơn vị liên quan. Về các thông tin đăng trong 8 clip đã đăng, bị cáo Sĩ cho rằng dựa vào nội dung các buổi livestream trước đó của bà Nguyễn Phương Hằng và thông tin của báo chí. Khi được hội đồng xét xử hỏi bất lợi thế sao bị cáo vẫn đưa, cựu luật sư Sĩ cho rằng bản thân lấy thông tin trên báo chí đăng tải về hành vi sai phạm của bà Phương Hằng và bức xúc với sai phạm của bà Hằng. Do đó, bị cáo dựa vào đó để đăng tải các clip liên quan với mục đích cân bằng thông tin của bà Hằng đã đưa ra. Bị cáo không có động cơ cá nhân, bị cáo Trần Văn Sĩ trả lời và cho biết thông tin đã đăng có sức lan tỏa trên mạng xã hội và thừa nhận nội dung bà Nguyễn Phương Hằng đăng tải trên mạng không ảnh hưởng liên quan tới bản thân.
Phiên tòa tiếp tục phần xét xử bị cáo Đặng Thị Hàn Ni.